Hiện đang là đỉnh điểm của mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp, nên tất cả các diện tích rừng trên địa bàn tỉnh An Giang đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời điểm này, nhiều cánh rừng tại khu vực bảy núi của tỉnh An Giang như núi Phú Cường, cụm núi Đất, khu vực núi Nhọn thuộc thị xã Tịnh Biên, khu vực núi Sam, thành phố Châu Đốc, núi Dài, núi Tượng, núi Cô Tô, núi Nam Quỳ, huyện Tri Tôn. Những đám cỏ dưới tán rừng đã chuyển màu vàng khô nên rất dễ cháy. Đặc biệt khu vực này có rất nhiều chùa chiền, miếu mạo. Thời điểm này lại là cao điểm mùa du lịch tâm linh nên khó tránh khách hành hương, đốt vàng mã. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của An Giang là gần 17.000 hecta, gồm vùng đồi núi và đồng bằng. Hiện nay tất cả các diện tích rừng trên địa bàn tỉnh đều có nguy cơ cháy cấp 5. Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm An Giang đã và đang phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người vào trong những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, giảm thiểu nguồn lửa, phát hiện kịp thời điểm cháy nhân dân, quyết tâm phòng cháy tốt, chữa cháy kịp thời hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Để đảm bảo công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh, các lực lượng chức năng đã phối hợp với địa phương tổ chức triển khai hơn 30 phương án phòng chống cháy rừng từ cấp huyện đến cấp xã, trang bị 4 xe tải phục vụ vận chuyển quân khi có sự cố, làm cầu tạm, trang bị gần 70 xuồng và giỏ lãi, hơn 130 máy chữa cháy cải tiến, hàng ngàn các dụng cụ như thùng chứa nước, bình xịt, can đựng nước, bàn đập lửa, bố trí các phương tiện máy móc và dụng cụ thô sơ phục vụ công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.